Xin kính chào quý vị và bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người chiếc xe Suzuki CS vừa mới cập bến, đủ màu, sẵn sàng giao xe. CS sẽ thuộc phân khúc sedan hạng B, nó cùng phân khúc với các chiếc xe như là Toyota Vios, Honda City, Nissan Sunny. Tuy nhiên nó lại có một ưu điểm, đó là nó có nội ngoại thất rất lớn, tiệm cận với phân khúc hạng C. Nó sẽ có một cái khoang nội thất rất rộng rãi, thoải mái và một thiết kế sang trọng. Chiếc CS phiên bản 2020 đã được trang bị rất nhiều các tính năng an toàn hiện đại trong phân khúc và có một số cải tiến vượt trội so với cái thế hệ CS cũ. Đây, trước mắt chúng ta đây sẽ có, đây phía ngoài sẽ là phiên bản màu xám, màu xám lông chuột, xám đá. Tiếp theo đây là phiên bản màu đen sang trọng. Đây cũng là một chiếc màu đen. Đây là chiếc phiên bản màu trắng trẻ trung. CS 2020 sẽ có 5 màu, gồm có trắng, đen, xám, bạc và màu nâu nữa. Hiện tại bên mình đang cập bến đầy đủ xe và màu xe sẵn sàng giao xe cho khách hàng. Một số cải tiến có thể kể đến trong chiếc CS 2020. Đó là thứ nhất, đó là hệ thống đèn pha LED projector mang đến cho cái phần đầu xe một ánh nhìn nó hiện đại. Cụm ca lăng sẽ là cụm ca lăng được thiết kế lại sang trọng hơn, nối liền giữa hai cụm đèn pha. Ốp đèn sương mù cũng được ốp thêm chrome, tăng thêm cái vẻ sang trọng cho phần đầu xe. Xe vẫn được trang bị chìa khóa thông minh, engine startup. Chúng ta sẽ có nút bấm mở cửa thông minh. Gương gập điện chỉnh điện. Ở CS phiên bản 2020 chúng ta đã được trang bị sẵn cam hành trình, cam nùi. Có màn hình cảm ứng lên đến 9 inch, rất nhạy trong phân khúc, lớn nhất và cũng dậy nhạy nhất trong phân khúc. Với các cái trang bị hiện đại như cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo va chạm, cảnh báo xe phía trước di chuyển, điều khiển bằng giọng nói, tích hợp sẵn bản đồ Việt Map. CS chúng ta có bệ tì tay rất lớn, nội thất sẽ là bọc da. Khoang cốp của CS cũng rất lớn, lên đến 495 lít, thoải mái cho chúng ta chứa đồ cho cả gia đình đi chơi xa. Xe được thiết kế mang phong cách lịch lãm, trẻ trung, cũng không kém phần hiện đại. CS có cụm điều hòa tự động, hộp số tự động. Đây, vị trí của cái hộp kể ly này cũng có cái lắp đậy, cũng làm thiết kế rất sang trọng, nhẹ nhàng sang trọng. Vị trí của bệ tì tay. Có chìa khóa thông minh, engine startup. Vô lăng 3 chấu, bọc da sang trọng. Thân hồ của CS cũng làm rất thể thao. Đây là cái màn hình 19 inch, cảm ứng rất nhạy, có tích hợp rất nhiều các tính năng mới hiện đại. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như là các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên và hãy like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.